Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay kính mắt Pro sẽ giới thiệu với tất cả các anh chị em một sản phẩm, đó là kính không độ, gọng kính, kính giả cận đến từ thương hiệu Genton Monster. Và đây nhân vật chính của chúng ta. Thì trước khi đi vào nhân vật chính thì mình xin nói qua về cái những cái gì mà khi các bạn mua cái kính sẽ nhận được từ kính mắt Pro, đó là chúng ta sẽ có một phone book của hãng Genton Monster như thế này. Bên trong sẽ có thẻ, một cái túi đựng kính và một cái hộp nhựa để đựng chiếc kính của chúng ta. Bên trong có một cái khăn lau, tất cả đều của Genton Monster, và hộp của nó mình xin để sang một bên. Và bây giờ sẽ đi xem vào chi tiết cái nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc gọng kính này. Thì về chất liệu thì gọng kính được làm hoàn toàn bằng nhựa, và nhựa này là nhựa đúc nguyên khối. Màu sắc là màu đen hơi bóng một chút. Hai cái logo của Genton Monster hai bên càng của kính. Cảm giác kính thì rất là chắc chắn. Ở phía bên càng của kính có chữ sao thai và design by Genton Monster. Size của kính này là size 4822 152, tức là số đo của mắt kính là 48, cầu kính là 22 và càng kính là 152. Và cái liên kết giữa cái gọi là cái liên kết giữa cái càng kính và cái thân của kính ý, thì là cái liên kết ba chấu nhá. Cả bên này có chữ Genton Monster màu vàng. Các bạn lưu ý là khi mua kính ý, thì cái kính này phải là ba chấu thì mới hoàn toàn là kính tốt. Trên thị trường có rất nhiều loại, có loại thì chỉ có hai chấu thôi thì nó sẽ là loại không tốt đâu, và sẽ nhanh bị có vấn đề về cái chỗ liên kết này. Các bạn có thể hoàn toàn về thay mắt cận vào đây, và là một chiếc kính cận cũng rất là phù hợp với rất nhiều khuôn mặt, trông rất là thời thượng. Ok, và khi mua kính tại kính mắt Pro thì chúng ta sẽ gồm có phone book luôn như thế này. Và kính mắt Pro hiện đang phân phối kính này. Để mua kính thì các bạn hãy kéo xuống phần mô tả của video và các bạn kích vào link ở đấy và tiến hành đặt hàng nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn.